Xin chào tất cả bà con, xin chào tất cả mọi người. Một ngày mới, một ngày đầu tuần thứ hai luôn luôn gặp nhiều sự may mắn và vui vẻ nha. Thưa bà con, hôm nay ngày thứ hai đầu tuần, mình lại phải quay trở lại qua giải cả cà phê, giò tiêu tại địa phương cả tỉnh. Hôm nay ngày thứ hai, xem thì rất là xa bà con nha. Mong bà con và mọi người lúc nào cũng ủng hộ kênh mình nhé, kênh Đài Phú Hào nhé. Xin chân thành cảm ơn bà con rất nhiều. Nếu bà con lần đầu tiên xem kênh mình thì hãy cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký miễn phí mọi người nhé. Sau đây mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi nhạc cà phê và giới thiệu ngày hôm nay ngày thứ hai nhé. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ hai, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023. Tất cả mọi người, sau đây là bảng giá cà phê, bảng giá tiêu sáng hôm nay ngày thứ hai tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Crong Năng, Đắk Lắk.